Dạ. Ê, cái sự việc nó xảy ra như thế nào gì không? Không biết, tại vì biết sao không? Tại vì ngủ rồi cứ vậy không biết. À, lúc đó là Tôi gì? Lúc đó là gì đang ngủ ở đây ngủ ở? ngủ rồi mở cửa ra thì đã gọi trơn rồi gì không biết. À, cái lúc mà dì cũng ngủ ở tại đây luôn. Đâu nhà của dì phường bên đó là nhà À, của sát mẹ bên con đây. đó. À, sát Sát bên bên đây. cặp ganh sát bên mà. À, cặp bên sát bên. Nhưng mà xảy ra cái sự việc là khi mà nghe hô hoàng lên thì phải Rồi biết. hoàng lên là mở cửa ra là xong việc hết trơn rồi. À, Thì không biết. dạ dì ơi, à, khi mà xảy ra đó đó thì dì biết là mẹ của Hiền có chia sẻ là như thế nào, dì có thể chia sẻ với tụi con biết được không ạ? Vậy cũng biết như nhà ở riêng riêng nhau gì mất đi làm tối ngày gì không biết. Dạ, dì cho con hỏi là giữa bé Hiền này với cha dượng nó sống có hay cự cãi hay có gì không dì? Thì không biết như cự cãi là nào thì mình tôi cũng không biết biết không chỉ ai chị vậy chị hồi nào bây giờ là không có À, không có ha. Dạ. Ý là ý là gì không biết thôi, nhưng mà thật sự là có đúng không gì không? không hay biết không À. gọi là không hay ngủ tức kỳ là chữ chị thứ việc ra là rồi công việc rồi Dạ. lúc đó là gì không ai không biết lúc nào mà gì không biết À, nó xảy ra bất ngờ quá. bất ngờ À. mới hay thôi. Kính thưa quý vị, bây giờ hiện tại là dì đang đang có một cái sự tâm lý nó chưa được ổn định vì vì rất là nhanh đột ngột mà đứa cháu gái của mình phải phải chịu được cái sự việc mà như trên. Thương nó là thương nó thèm rồi nó cũng không có nói năng gì mình nữa chứ. À, không có nói năng gì hết ha. Cháu đi nữa À, rồi mà nó mắc quá trời nhỏ tuổi mình thấy dạ. tội nghiệp thôi. Dạ. Vậy dì ơi, bé Hiền này có đứa con nữa hả dì hả? Đứa con 9 tháng rồi con ở bên kia rồi À, đứa con đó hiện tại là 9 tháng tuổi mà sống với ai ạ? sống với bà ngoại. Sống với bà ngoại ha. Để cái cho con hỏi thêm là cái cuộc sống mà như dì ở gần đây nè. Vì là dì của bé Hiền thì dì thấy cái tình trạng của cha Dượng là sống với bé là có nhậu xỉn nhậu say gì không dì? Cũng nhậu hoài mà giờ mà đâu có xảy ra chuyện này À, ý là cũng cũng có cũng nhậu. có nhậu nhậu vô lắm mà không có xảy ra chuyện này À, thì mình đâu có bất ngờ mình đâu có biết xảy ra chuyện này ý là cũng hay nhậu về cũng có hay nói qua nói lại vậy thôi chắc hả? vậy quá mình Dạ. đâu không hay chắc cũng có mới có thể xảy ra chuyện này. À, ý là trước đó những cái sự việc chưa xảy ra thì là gia đình của mình nó thấy là cha Dượng này đối với con là như thế nào? Cũng thương con lắm thấy cũng thương lắm thương với thầy nó cũng kêu con họ chết. À, dạ, chị có nghĩ là coi như là ủa là bé Hiền này là hiện tại là có chồng có một người con rồi hả, rồi xong rồi thôi chồng hả gì hả? Có một đứa con rồi thôi chồng rồi ông đứa con về mua ở với bà ngoại rồi bán trai rồi bán bánh mì rồi đó sống với bà ngoại. À, mày sống với bà ngoại ha. À, rồi hiện tại cho con hỏi thêm đó là bé này có bạn trai mới chưa gì ha? Có một người bạn trai À, mới có bạn trai ha. Dạ. rồi bạn trai cũng thương lắm cũng khóc lắm À, cũng khóc lắm. À, bạn trai này là ở trong nhà lên luôn hay sao vậy? ở xa lắm ở bên nhà của nó đó. Dạ. Thì trước đây có những anh em á cũng đã tới đây chia sẻ trước á, thì cho cô chú anh chị cũng thấy là cô chú anh chị cũng có một sự thắc mắc rất lớn là không biết rằng là cha dượng này có cái sự ghen tuông với lại bồ của bé Hiền hay không thưa cô. Không có Dạ, không có hả không cô? À, hồi nào giờ không có gì hồi giờ mới đây đâu là không có, không bây giờ mới đây thôi, mới đây cái sự việc nó xảy ra là mình xảy ra mới mình bắt là mới biết thôi. bất ngờ quá không. Dạ thì qua đây đó thì cô, thì cái vấn đề mà coi như hiện tại là về cha dượng đó, thì công an bên cơ quan có sao cô có thể chia sẻ cho cộng đồng mạng biết được không ạ? Không biết nữa cứ nói là mẹ của cái Hiền nói như vậy mẹ của cái Hiền đó chứ gì gì là không biết
À, ý là bên cơ quan cũng là bắt đi rồi hả? Bắt đi rồi mà ở đây là gì gì nó gì ruột mà gì cũng không biết gì chứ. Gì làm tối ngày gì không biết. Chị làm tối ngày luôn ha? Dạ, gì chị làm à. Đây, bây giờ hiện tại thì dì cảm thấy như thế nào khi mà cái sự việc nó xảy ra như vậy? Dì là dì của cái Hiền thì dì có cảm xúc như thế nào? Xảy ra mà dì thấy tâm thấy thương cái gì thôi. Thương ha. À, xảy ra cái sự việc đó nó xảy ra vào lúc mấy giờ vậy cô? 11 giờ mấy. Dạ. Thì cái lúc đó là sự việc nó diễn ra như thế nào thì cô có chứng kiến và không biết không hay luôn. Dạ. Tức là có nghe tiếng cự cãi chút xíu thôi. Vậy đó là không biết ngủ rồi, chắc khi ngủ đâu có hay đâu. Dạ. Rồi bắt đầu nghe tiếng la hét là cô dạ, là mở cửa ra là sự rồi. Thì không biết thì, không. Dạ, thì chắc có lẽ rằng là bên phía người mẹ là sẽ biết rõ nhất dạ. Về cái câu chuyện đúng không ạ? Người mẹ là dành còn gì đâu có biết đâu. Dạ. Là nhà gì ở bên cạnh đây luôn hả gì? Ở đây. Dạ. Mà nhà mẹ nó ở là chị em ruột với nhau mà. Dạ. Dạ. Dì cho cháu hỏi là khi mà bên người mẹ là cháu nghe nói là hiện tại là bé Hiền là ở với cha dượng đúng không ạ? Cha dượng ở lại với cha dượng với mẹ ruột. Dạ. Là hôm bữa đó xảy ra sự việc xong rồi thì có đưa đi bệnh viện cấp cứu gì không cô? Có đi cấp cứu mà đi không có kịp. Đi không có kịp ha. Dạ, cái giây phút đó chắc là cô nhìn vào và thấy là chắc cũng cảm thấy là nghĩ đến thôi cũng thấy ớn rồi cô ha. Cũng thấy sợ. Nãy giờ chưa thấy tình trạng nào như vậy. Trong cái thời gian trước đó là bé Hiền với lại cha dượng đó là chắc khả năng cũng có cái sự cự cãi nhiều rồi đúng không cô? Không biết nữa. Thì gì đi mằng gì không có biết không ở nhà gì không có gành mấy vụ đó nữa. Dạ. Rồi gì không có nhà nhiều gì mới về. Gì cũng gành. Có mẹ ruột thì gần. Vậy bé Hiền là trước đó làm cái gì gì? Đi bán quán rồi đi tùm lum. Rồi bán bánh mì chả nó làm nó cũng xuyên lắm làm tơ lứa cho. Dạ. Dạ. Rồi con hư gì? Cũng như là lúc đó là bị bị cha dượng giết á gì là mấy giờ gì 11 giờ mấy phút nghe nói gì đó chứ nghe tôi coi nói gì đó là 11 giờ mấy phút gì đó tao ngủ chưa sau khi gây án xong là cha dượng ra đầu thú ngoài công an luôn hả gì chạy ra công an đầu thú luôn. Dạ. Rồi người ta nhốt bắt luôn giam luôn. Dạ là lúc đó có trong tình trạng là đang say rượu đó đúng không gì? Ra tình trạng nó là không sao. Dạ. Tỉnh rồi mới ra công an được, biết đường mới ra công an. Dạ. Là cha dượng này là thường xuyên là ăn nhậu đúng không gì? Ăn nhậu hoài à, mà nhưng mà đâu có ngờ mà chỉ thấy ra anh chị. Dạ. Cũng lúc trước tới giờ cũng ăn nhậu cũng bình thường thôi. Thì con nghĩ cái sự việc mà ăn nhậu thì ai cũng có thôi và trong gia đình thì nó rất là đơn giản. Mà vì những cái mâu thuẫn chắc có lẽ là cũng nhỏ nhặt rồi không có bỏ qua cho nhau được và xảy ra cái trường hợp đáng tiếc đau lòng này cô ha. Vậy là, bây giờ là để lại một đứa con nhỏ là mấy tuổi cô ha? 9 tháng. Rồi bên phía người mẹ của bé Hiền là nghe đâu là có một đứa con nữa đúng không gì? Có. Con chung với lại cha dượng hay là sao cô gì? Con chung với cha dượng là ba đứa, còn con của là hai đứa. Là con riêng là 5 đứa. Con riêng 2 đứa. Ừ. Còn con chung với cha dượng là 3 đứa. 3 đứa là 5 đứa. Dạ. Là ở toàn bộ ở chung trong căn nhà này. Ở chung nhau hết trơn à. Mà thương nhau dữ lắm mà thương nhau lắm mà đâu có ngờ
sẽ việc anh vậy. Dạ, cái này thì đúng, thực sự là con nghĩ là một cái phút bốc đồng ở trong cái sự nóng giận của người cha dượng kia, và có khả năng là men rượu trong lúc đó nó cũng điều khiển con người và đã xảy ra cái trường hợp đáng tiếc như vậy. Thì con nghe đâu là chỉ dùng có một nhát một thôi đúng không vậy? Dạ. Còn người bạn của em Hiền đó là cũng bị tấn công, là cũng bị thương, hiện tại bây giờ đang cấp cứu đúng không ạ? Bị thương bây giờ cũng còn cấp cứu. Dạ. Mà khỏe rồi. Dạ. Nói chung là bị thương nhẹ đó đúng không? Nhẹ hơn với bé nặng quá, mất luôn. Bé Nhàn trước đó là bỏ người chồng trước là bé Hiền chứ? Bé Hiền trước đó là bỏ người chồng kia lâu như gì? Lâu rồi. Dạ. Giờ là cặp với bạn thôi. Dạ. Bây giờ là cặp với anh này là là cũng chưa cưới hỏi gì ha? Chưa, không có cưới hỏi. Dạ. Chưa cưới hỏi gì. Dạ. Thì mọi người, cái giây phút mà kinh hoàng mà xảy ra cái sự việc đó, thì dì ở đây bên cạnh nhưng mà dì không có nắm bắt được thì dì không có nắm tình hình được với ông, nhưng mà không có biết chứ không. Dạ. Thì dì không có gành với ông. Dạ. Dì hiện tại bây giờ là rất đau xót và sáng giờ dì cũng khóc hết nước mắt rồi. Thì chỉ biết rằng là không ngờ cái sự việc nó lại diễn biến ra một cách nó đau thương đến mức độ như vậy. Thì trong gia đình là cái chuyện xích mích giữa cha dượng với lại con gái riêng của vợ thì đã diễn ra một cái sự việc vô cùng nó đau đớn và kinh hoàng luôn mọi người. Đau đớn và kinh hoàng. Đau đớn là ở chỗ mất đi một bé gái mới có 21 tuổi, tuổi đời đang cần tương lai rất là rộng mở phía trước nữa. Và nghe đâu thì bé ngày xưa cũng chịu khó làm ăn, cũng hiền từ rồi này nọ đó, có gì ha. Dạ. Dạ. Thì chắc có lẽ rằng là tuổi trẻ rồi cũng có sự nóng nảy rồi cự qua cự lại thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Không vô tình là xảy ra cái sự việc mà đáng tiếc như vậy thì tụi con cũng không biết nói gì hơn. Thì cũng mong là đến đây để chia sẻ truyền tải lên trên phía cộng đồng. Dạ. Để cho tất cả mọi người nắm bắt cái sự việc và cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của dì. Để mong tất cả mọi người ở trong gia đình là vượt qua cái nỗi đau và cái mất mát to lớn này.